Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Skin BB. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Skin BB cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Hoạt chất Chamomile, kẽm oxit, zin oxit, vitamin E, dexpanthenol, disodium edetate, vaseline, white petrolatum, sáp ong trắng, white mắc, dầu paraffin, paraffin liquid, span 80, sorbitan manunate, glycerin, citric acid, hương liệu. Flavor, nước tinh tiết, purified water. Tác dụng Phòng chống ham da, ban đỏ ở trẻ em, nhanh chóng làm dịu da trong trường hợp mẩn ngứa do chàm, ở mặt, chân, tay. Do côn trùng đốt, dưỡng da, giữ ẩm vùng da khô rát, nứt nẻ. Hướng dẫn sử dụng Rửa sạch nhẹ nhàng, thấm khô, thoa kem ngày 2-3 lần trên vùng da cần tác dụng. Có thể nhiều hơn, Dùng kem ngay sau khi phát hiện ham đỏ hoặc côn trùng đốt để đạt hiệu quả cao nhất. Với bệnh ham tã lót, để tránh tái phát phải thay tã ngay sau mỗi lần bé đi tiểu tiện hay đại tiện với nước ấm và lau khô. Để vùng da bị tổn thương được thoáng càng nhiều càng tốt. Với trường hợp da khô, chàm khô nên làm ẩm vùng da tổn thương trước khi bôi. Không nên bôi skin BB khi chàm đang chảy nước. Chống chỉ định, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm tác dụng phụ sản phẩm lành tính chưa ghi nhận tác dụng phụ thông báo với bác sĩ nếu như bạn gặp phải bất kỳ tác dụng không mong muốn nào lưu ý chung sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hiệu quả của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cơ địa của mỗi người không tự ý tăng liều sử dụng hoặc sử dụng cùng lúc với sản phẩm khác Chú ý hạn sử dụng của sản phẩm, không sử dụng nếu như chế phẩm đã đổi màu bất thường hay quá hạn sử dụng. Nhà sản xuất Dược phẩm Nam Hà Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Skin BB, đồng thời biết cách sử dụng Skin BB sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.